Bí quyết tiết kiệm hàng triệu đồng khi sắm Tết 2022. Tết này bánh chưng có thịt không? Là câu hỏi vui mà gặp nhau chúng ta thường hỏi. Nói là hỏi vui nhưng đó cũng phản ánh một thực tế là cuộc sống của chúng ta năm 2021 vừa qua rất khó khăn. Diễn biến dịch phức tạp, chúng ta phải ở nhà giãn cách hàng tháng trời nên vấn đề đã mua sắm trong các ngày Tết sẽ là mối lo ngại cho những người eo hẹp về tài chính. Theo tục lệ của Việt Nam thì ngày Tết là ngày mà đại gia đình sẽ sum vầy. Vì với những người đi làm ăn xa, đây là dịp để họ về đoàn viên với gia đình, thăm hỏi họ hàng làng xóm. Bên cạnh đó thì Tết còn là dịp để mọi người bày tỏ tình cảm bằng những món quà ý nghĩa, ngụ ý là chúc một năm mới bình an, mạnh khỏe và đủ đầy. Không chỉ dành cho bố mẹ, họ hàng thân thuộc, những người làm ăn cần phải chuẩn bị quà cho khách hàng, đối tác, sếp, nhân viên, bạn bè. Cũng vì lẽ đó mà Tết là dịp mà chúng ta phải tiêu tiền nhiều nhất trong năm. Đây là lý do khiến nhiều người lo lắng mỗi dịp Tết đến xuân về. Vậy, làm thế nào để có thể đón một cái Tết ấm áp đủ đầy nhưng vẫn tiết kiệm? Thứ nhất, lên danh sách những thứ bạn cần sắm cho gia đình của mình. Trước tiên, hãy liệt kê ra những thứ cần thiết bạn cần phải sắm trong dịp Tết này. Ghi hết tất cả ra, càng chi tiết càng tốt. Sau khi liệt kê xong, hãy cẩn thận xem lại thật kỹ bản danh sách này để chắc chắn bạn không bỏ sót những món quan trọng. Tiếp theo, lọc ra danh sách mua sắm cuối cùng. Lý do bạn cần phải làm điều này là để đảm bảo bạn chỉ mua những thứ thực sự cần thiết. Trong lúc xem xét, hãy đặt cho mình những câu hỏi sau. Món đồ này cần thiết để dùng vào việc gì? Bạn mua vì nó quan trọng, cần thiết hay mua chỉ vì thích? Nếu không mua thì có chết không? Có ảnh hưởng gì nghiêm trọng không? Đồ này nhà mình còn không? Nếu còn, mạnh dạn bỏ qua. Loại này có tốt cho sức khỏe không? Số lượng bao nhiêu thì đủ dùng? Chỉ mua vừa đủ, không mua dư. Năm ngoái mình có mua loại này không? Tại sao năm nay lại phải mua? Sau khi đã lọc ra danh sách cuối cùng rồi, hãy tính toán kỹ lưỡng số lượng bạn cần mua và số tiền bạn phải bỏ ra. Thứ hai, lên danh sách những người bạn cần phải mua quà, biếu và tặng. Lập ra danh sách những người bạn cần phải mua quà để biếu, tặng, đó có thể bao gồm bố mẹ hai bên nội ngoại, anh chị em trong gia đình, sếp, đối tác làm ăn, họ hàng, v.v. Sau khi đã lên danh sách đủ thì cũng cần xác định lại một lần cuối xem có thừa hay thiếu ai hay không. Tiếp theo, xem xét các món quà cần thiết dành cho họ. Bước này rất quan trọng vì nếu không tính toán kỹ bạn sẽ phải tiêu lố rất nhiều tiền. Các cụ có câu, của cho không bằng cách cho. Nhiều người cứ nghĩ rằng quà giá trị càng to thì càng tốt, nhưng thực ra không phải vậy. Nhiều người bỏ ra một số tiền lớn, mua một món quà giá trị nhưng không phù hợp, họ không dùng đến thì nó cũng vô ích. Thay vì thế, hãy chọn những món quà tặng hợp với sở thích và nhu cầu của từng người. Không quá đắt đỏ nhưng nếu đúng gu, họ sẽ rất thích. Đến đây có thể nhiều người sẽ nói rằng, ôi dào, cứ tiền cho nhanh. Nhưng tôi cho rằng, tiền thì không biết bao nhiêu là đủ. Ít thì ấy nấy, ngại, nhiều thì không có. Mua quà mặc dù mình mất công một chút, nhưng nó lại vừa được giá trị vật chất, lại được cả ý nghĩa tinh thần. Vừa thể hiện được sự chu đáo mà cũng rất tiết kiệm cho bạn. Thứ ba, dự trù tiền mừng tuổi. Ý nghĩa của tiền mừng tuổi đó là trao lộc đầu năm, ngụ ý chúc cho người được nhận có một năm mới thuận lợi, mạnh khỏe, bình an và gặp nhiều may mắn. Vì vậy không chú trọng đến số tiền là bao nhiêu, vì người nhận hay là người cho đều hiểu rằng đó là lộc đầu năm. Những ngày nay thì mừng tuổi trở nên sôi thịt hơn và không còn tế dị như tính nguyên bản vốn có của nó. Thay vì nghĩ lời chúc may mắn, nhiều người đau đầu để nghĩ mừng bao nhiêu tiền thì phù hợp. Nếu cứ mãi chạy theo những điều này sẽ rất mệt mỏi. Thay vì thế chúng ta phải dần dần quay trở lại với ý nghĩa vốn có của phong tục lì xì đầu năm. Thứ tư, dự kiến phương tiện, chi phí đi lại. Có rất nhiều người đi làm ăn và định cư xa, vậy nên cũng cần phải tính toán và có dự trù sớm cho khoản này. Bởi vì càng cận Tết thì tiền vé tàu, xe, máy bay lại càng tăng và người đi đi về về cũng đông đúc hơn. Vậy nên nếu bạn là người có gia đình ở xa cả bên nội và bên ngoại thì cần phải tính toán sao cho hợp lý. Thay vì đi đi về về cả hai bên, thì tôi xin đề xuất mỗi năm ăn Tết một nhà. Điều này giúp cho bạn có thể đón một cái Tết trọn vẹn cùng gia đình, vừa giúp bạn tiết kiệm chi phí đi lại và đảm bảo sức khỏe trong những ngày Tết. Và nếu bạn chưa có gia đình, nên có kế hoạch đặt vé xe hoặc là vé tàu hoặc là máy bay sớm để đón được những dịp khuyến mãi. Điều này giúp bạn giảm bớt được một phần chi phí. Bên cạnh đó, nếu công việc không quá bận rộn, được nghỉ sớm thì bạn cũng nên về quê sớm. Về sớm thì tiền vé vừa rẻ và đi lại cũng thuận lợi hơn rất nhiều, tránh được cảnh nhồi nhét chật chội. Trong những ngày Tết, nếu có phương tiện cá nhân mà không phải đi đâu xa để tiết kiệm chi phí thì đi xe máy là tốt nhất.
taxi mặc dù rất tiện nhưng tiền bỏ ra cũng đứt chát đúng không? Đừng nghĩ rằng làm lụng cả năm, Tết nhất là dịp để bung xỏ cho thoải mái. Tôi đồng ý với bạn điều này nếu bạn dư dả về tài chính và tiền bạc không là vấn đề. Nhưng nếu bạn không dư dả, có chút đỉnh tiền tích góp cả năm mà nướng hết vào Tết thì ra năm là cả một thách thức lớn. Vì vậy hãy cân nhắc thật kỹ và lên phương án chuẩn bị thật tốt để chúng ta có thể vui vẻ đón một cái Tết ấm cúng. Đó là những cách vô cùng đơn giản, ai cũng có thể làm được nhưng rất ít người áp dụng. Tôi hy vọng là bạn có thể áp dụng những cách thức này để việc tiêu xài ngày Tết trở nên nhẹ nhàng hơn. Chúc bạn đón một năm mới vui vẻ, hạnh phúc, ấm no và dư dả. Đừng quên like và share cho mọi người nếu bạn thấy nó hữu ích với họ và nhấp vào nút đăng ký để ủng hộ tôi ra thêm nhiều video khác nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.